Trong video này mình sẽ chia sẻ những điều có thể các bạn chưa biết về cái chiếc điện thoại HMD 1054G này các bạn. Giảm độ sáng màn hình xuống thấp nhất để chúng ta quay nhìn rõ hơn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nói về chiếc điện thoại này sẽ hỗ trợ bộ nhớ trong là 32GB nè. Nhưng mà ở đây mình đã lắp thử cái thẻ nhớ 250GB ha. Đó. Thì đây nó đã nhận được và nhận được rồi các bạn ha, nhận được bình thường ha, nó đọc được 233GB. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong vẫn test thử xem là nó có hỗ trợ game Java hay không. Đây mình có rất là nhiều tựa game Java từ nhẹ đến thấp nè, đó chưa có ứng dụng để mở ha. Đó, ví dụ như cái này chỉ có cái này là JAD và JAR mình đều bỏ vào đây hết, từ điển 13M nè, đó. Rồi gần như là không có một cái tựa game nào mà chúng ta có thể mở được ha. Rồi tiếp theo là game VSB đó, X30 cộng mà ngày xưa thì hỗ trợ VSB nhưng mà thời gian gần đây thì có thể nó sử dụng cái nền tảng chip khác các bạn ha. Cũng có thể là cái phần hệ điều hành bên trong nó đã khác, mặc dù là cái giao diện X30 cộng nhưng mà chúng ta vẫn không hỗ trợ VSB ha. Mình cũng đã có rất là nhiều cái tựa game VSB rồi, còn về SDS luôn có luôn, thử coi. SDS thì cũng không được các bạn. Tất nhiên là SDS thì mình thử, các bạn đều biết là nó không được rồi, nhưng mà chúng ta thử xem ha. Rồi đây sẽ có APK luôn, thì cũng vậy luôn ha. Đó, các bạn nó có một số bạn cho rằng đây là cái hệ điều hành Android mà nó được tùy biến, thì đó các bạn thấy nè, APK nó đâu có nhận đâu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xem video. Thì ở đây mình có tải một cái video độ phân giải rất là thấp, chi tiết lên cho các bạn xem là video này là định dạng là 3GB nha các bạn. Nó chỉ có 135KB thôi, và khi mà chúng ta nhấp vào nó báo là không được hỗ trợ ha. Đó, hiện tại là 3GB là cái định dạng video là thấp nhất rồi nhưng mà nó vẫn không hỗ trợ. Rồi tiếp theo nữa thì về mặt hình đi. Đây, hình thì các bạn thấy là khi mà chúng ta vào bên trong thì nó hiện tất cả những cái thumbnail của hình lên nè. Ví dụ tấm này 1MB nè, đó, các bạn mở lên thì nó sẽ bị vỡ ra ha, chúng ta không xem được, mặc dù xem được cái thumbnail. Chi tiết lên thì cái hình này có độ phân giải rất là lớn ha. Nó xem không được là đúng rồi, 6.000 nhân 4.000 là khoảng 16 chấm á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái tấm hình nhỏ hơn ở trên mạng nè. Rồi nó xem được bình thường ha. Thì đối với cái hình nhỏ hơn thì chúng ta có thể chia sẻ nè, chỉnh sửa nè, chỉnh sửa thì không có hỗ trợ chỉnh sửa nha. Và chi tiết lên thì tấm hình này, cái độ phân giải các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó là cái định dạng PNG ha. PNG thì nó cũng đọc được luôn. Rồi định dạng PNG không hỗ trợ được thì chúng ta sẽ quay trở lại với tấm hình này. Rồi JPG định dạng nhỏ thì có thể chỉnh sửa hay không. Rồi chỉnh sửa được ha các bạn. Các bạn có thể tăng độ sáng, độ tương phản, xoay tấm hình, hiệu ứng cũng như là cắt cái tấm hình này. Rồi còn gì nữa mở ra bên trong. Khi mà mở ra chúng ta sẽ có thêm cái tùy chọn là đặt thành mình màn hình khóa. Rồi ok, mình sẽ thử xem. Rồi ok, có thể cài hình nền ha. Rồi cái phím radio này hiện tại chúng ta chưa thay đổi được, mặc dù các bạn nói là cái chiếc Nokia 2204G là sau bản cập nhật là nó đã cho thay đổi, nhưng mà hiện tại trên chiếc này là chưa có cho thay đổi ha. Thử vô cập nhật phần mềm coi có không? Điện thoại của bạn là đa là bản mới nhất rồi không có. Rồi một điều thú vị nữa mà các bạn cần phải biết ha, thì ở đây như lúc trước mình đã nói, chúng ta sẽ có 7 cái tựa game. Chúng ta chỉ có thể chơi được cái game rắn săn mồi là tựa game thứ 8 này thôi miễn phí, còn 7 tựa game còn lại là phải mua. Và mỗi lần mua thì các bạn chỉ sử dụng được trong 30 ngày thôi, và giá là 15.000 một lần mua ha. Tức là giả sử nếu như các bạn có cái sở thích đặc biệt, các bạn thích chơi cả 7 cái tựa game này, thì 15.000 nhân cho 7 là các bạn phải mua một tháng là vị trí là 105.000. Ghê chưa? 105.000 là một cái số tiền rất là lớn các bạn, nó còn hơn là thuê bao YouTube này, hay là các bạn mua những cái gói lưu trữ đám mây mà giá thấp nữa nha. Đây ví dụ các bạn thấy nè, bây giờ 15.000 chúng ta sẽ nhân cho 7 thì nó ra được 105 nè. Rồi 105 mà nếu như các bạn nhân cho 12 tháng tức là 1 năm, thì là 1 năm các bạn muốn chơi 7 tựa game thì các bạn phải tốn 1.250.000, còn cao hơn cả cái điện thoại nữa. Và ví dụ cái điện thoại này có độ bền là 5 năm thì các bạn phải tốn 6.300.000. What?
Rồi, hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.